Do không thi đấu lượt kế tiếp bảng Asian Games 31 vào ngày mai, 10 tháng 5, nên đội tuyển U23 Việt Nam nghỉ không tập luyện hôm nay, trong khi các đối thủ đang chạy đua giành vé vào bán kết với Việt Nam lo tập sốt vó. Hiện tại, dù có cùng 4 điểm với U23 Việt Nam sau 2 trận, nhưng U23 Philippines tạm dẫn đầu bảng A do hơn về hiệu số. Xếp thứ 3 là U23 Myanmar với 3 điểm sau 1 trận. U23 Indonesia và U23 Timor-Leste xếp ngay phía sau với cùng 0 điểm. Do đó, cả 3 đối thủ đang đua vé vào bán kết với U23 Việt Nam đều phải nỗ lực tập luyện trong hôm nay, 9 tháng 5, nhằm giành kết quả tốt ở lượt kế tiếp. Trong đó, U23 Philippines sẽ quyết đấu với U23 Myanmar 16H vào ngày mai, 10 tháng 5, còn U23 Indonesia gặp đối thủ nhẹ hơn U23 Timor-Leste 19H. U23 Myanmar là đối thủ U23 Việt Nam sẽ gặp vào ngày 13 tháng 5 tới, nhưng ở buổi tập trên sân tập phụ Việt Trì, Phú Thọ, hôm nay, huấn luyện viên Voliza Popov chỉ lo cho trận ra quân thứ hai với U23 Philippines. U23 Myanmar đã dẫn trước U23 Timor-Leste đến 2-0 ngay trong hiệp 1 trận ra quân hôm 8 tháng 5. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Voliza Popov lại để đối thủ gỡ hòa 2-2 và chỉ có thể giành chiến thắng 3-2 nhờ bàn thắng ở phút 90+5 của Ung Gana Soe. Vì thế, nhằm cải thiện những điểm yếu đã lộ cũng như có thể thi đấu tốt trước U23 Philippines, nhà cầm quân người Bulgari rất xem trọng buổi tập hôm nay. Các cầu thủ U23 Myanmar được khởi động khá kỹ. Và sau 15 phút cho phóng viên tác nghiệp ở phần khởi động, huấn luyện viên Voliza Popov đã yêu cầu lực lượng tình nguyện viên nhắc tất cả rời sân để U23 Myanmar bắt đầu buổi tập chiến thuật. Trong khi đó, U23 Việt Nam đã có một ngày nghỉ ngơi thoải mái, thư giãn để tái tạo năng lượng trước khi bước vào các buổi tập nhằm chuẩn bị cho 2 trận còn lại ở vòng bảng. Ông Park cho các học trò tự do đi dạo, cà phê hoặc mua sắm. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ có buổi tập trên sân tập phụ Việt Trì vào 17 giờ ngày 10 tháng 5. Dự kiến, ông Park sẽ cử trợ lý theo dõi 2 trận đấu của đối thủ trong ngày 10 tháng 5.